Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Trung đây. Hôm nay như đã hứa mình sẽ lên video chữa để kiểm tra số 2 nguyên lý kế toán nhé. Đấy, đây là đề kiểm tra 2. Thì đây là đề đã được soạn theo form mới của chúng ta. Thì theo form mới các bạn biết rồi, giống như kiểm tra một mình đã chữa. Đấy là ấy, trong trắc nghiệm đúng không? Chúng ta vẫn có hai phần thôi. Đây là phần 1 là trắc nghiệm. Phần 2 là định khoản. Đấy, thì trong cái phần trắc nghiệm này này, chúng ta có hai câu tiếng Anh. Đấy, ở đây cụ thể là câu 1 và câu số 2. Được không? Đấy mình chắc chắn là form nó sẽ như thế này. Đấy nhưng mà không chắc chắn là câu nó sẽ giống y hệt thế này đâu. Tí rằng là các câu hỏi trong đề nó hoàn toàn có thể thay đổi một chút. Đó. Thì ở đây mình chỉ chưa cho các bạn biết là cách để chúng ta làm thế nào thôi. Ok nhá. Thì cũng hơi gấp bởi vì hôm nay với cả ngày mai là nhiều bạn cũng kiểm tra rồi. cho nên mình sẽ lên một cái đề nhá. Đấy mình sẽ lên cái đề này. Đấy đây là đề mới nhất rồi mà mình có được, được không? Và mình đã gõ ở đây rồi, chúng ta cùng làm với nhau thì như mình đã nói đây là cái để kiểm tra người ta có hai phần thôi phần 1 để chọn đoàn đúng tức là trắc nghiệm ấy thì chúng ta sẽ có 10 câu ở đây được không 10 câu chọn đoàn đúng và phần 2 là bài tập 6 điểm thì chúng ta sẽ có đây đấy là một cái bài định khoản bình thường đúng không và đây là những cái bài tổng quát giống như trong đề thi bởi vì chúng ta đã học hết tất cả kiến thức rồi thì chúng ta mới kiểm tra hai đấy cho nên là trong đề thi cũng sẽ là như vậy đúng không đấy, nó sẽ hỏi chúng ta Phải có một số nghiệp vụ xong yêu cầu là định khoản các nghiệp vụ trên và lập báo cáo về quả kinh doanh đúng không thì mình sẽ cùng chưa mọi người đấy những cái bài tập này mình đã chữa cho mọi người ở trong cái danh uh, cách phát là chữa Phun uh, full những cái câu ở trong sách bài tập rồi đúng không thì bây giờ chúng ta chữa lại cho nhiều hơn nhé được không không để mọi người đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chữa cái bài kiểm tra này và chúng ta đến phần 1 chọn nào đúng ở đây cái hai câu đầu này là về tiếng anh đấy thì với những câu tiếng anh ấy chúng ta dịch được là chúng ta chọn được bởi vì nó thường là những cái định nghĩa rất là đơn giản đúng không? Đấy, chúng ta cứ dịch được là chắc chắn ta sẽ chọn được thôi đúng không vấn đề đây là chúng ta có dịch được hay không chưa ừ. thì bây giờ nhá mình sẽ cùng làm mọi người này câu một này Week of the for of the following account we incur equity đấy ở đây mình không biết đọc tiếng anh cho làm đâu tóm lại nó sẽ dịch như sau à, tài khoản nào sau đây nhá Account cao tài khoản đúng không follow là sau tài khoản nào sau đây thì sẽ làm tăng cái này này cái từ mà các bạn rất là chú ý ở đây đấy, keyword ở đây đều FPT FPT đấy là vốn chủ sở hữu không? Vốn chủ sở hữu Vậy tóm lại đây người ta hỏi cái gì nhỉ? À, cái tài khoản nào sau đây sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu đấy. A là gì? A là doanh thu Revenue, doanh thu B là withdraw này là rút tiền ra Đúng không? Withdraw đấy là rút tiền Expense là gì? Expense là chi phí đúng không? Chi phí đấy. Non of above là gì? Không có câu nào đúng Đấy, bây giờ chúng ta chọn đoán nào? Cái gì sau đây sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu? thì rõ ràng là khi mà doanh thu tăng thì sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu rồi đúng không? Vì mình chỉ các bạn trong công thức rồi, vốn chủ sở hữu bằng vốn góp chủ sở hữu cộng lợi nhuận dư lại, trong đó lợi nhuận dư lại trong đấy là có doanh thu trừ chi phí đúng không? Đấy, vậy rõ ràng là khi doanh thu tăng thì vốn chủ sở hữu tăng, còn khi chi phí tăng thì vốn chủ sở hữu giảm. Đấy, ở đây chúng ta phải chọn đoán là A đúng không? Đấy, cái tài khoản nào sau đấy sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu thì rõ ràng là doanh thu thôi. Đó, ok, xong câu 1. Tiếp theo ta chuyển câu 2. Câu 2 là gì? the cost of goods sold account is closed by. Đấy thì tức là gì? Cái này chúng ta sẽ dịch là tài khoản giá vốn hàng bán ấy sẽ được đóng như thế nào? Tức là được kết chuyển đi đúng không? Đóng này tức là kết chuyển. Kết chuyển cái chi phí giá vốn hàng bán thôi. Cost of goods sold tức là giá vốn hàng bán, được chưa? Vậy tóm lại là gì? Cái tài khoản giá vốn hàng bán thì được kết chuyển như thế nào? Đấy. A là gì? Debit, các bạn biết debit là nợ rồi đúng không? đấy thẻ debit ý, tức là thẻ ghi nợ đấy thì debit đây là nợ đúng không debit là ghi nợ ghi nợ tài khoản đây chúng ta vừa nói đây là giá vốn hàng bán rồi đúng không giá vốn hàng bán vậy đây các bạn án nó bảo là gì ý yeah, a là ghi nợ giá vốn hàng bán và credit là có đúng không và khi có này income summary thì income summary này tức là gì có tài khoản là tóm tắt thu nhập đấy summary là tóm tắt để thu nhập đúng không tức là đề tài khoản mà xác định của kinh doanh được chưa tóm lại người ta bảo là ghi nợ tài khoản giá vốn hàng bán và ghi có xác định kết quả kinh doanh thì có đúng không thì mọi người còn nhớ không cái cách kết chuyển của chúng ta ấy, cách kết chuyển các cái chi phí giá vốn đang bán một cái chi phí mà đúng không thì chúng ta ấy ghi nợ tài khoản nợ tài khoản xác định kết quả kinh doanh đúng không xác định kết quả kinh doanh và có tài khoản là chi phí đúng không cụ thể đây sẽ có được khoản giá vốn đang bán bởi vì sao thì rõ ràng là ở đây chúng ta biết là khi kết chuyển thì mục đích để làm gì để cho doanh thu và chi phí không có số dư cuối kỳ đấy mà lúc cái chi phí giá vốn đang bán này tăng chúng ta ghi nợ rồi thì được kết chuyển ta phải ghi có để cho nó không có dư cuối kỳ đúng không vậy tóm lại phải là nợ tài khoản xác định vào kinh doanh và có được khoản giá vốn hàng bán ý người ta bảo là ghi nợ tài khoản là gì giá vốn hàng bán và có được khoản xác định vào kinh doanh thì là sai rồi đúng không ý ra là, là sai ý b là sao ghi nợ tài khoản giá vốn hàng bán thì vẫn là sai rồi đúng không đấy mình đã nói rồi phải ghi có được khoản giá vốn hàng bán tức là cái code ở bút sâu này, này nó phải đằng sau đúng không crediting ấy ghi có mà ghi có là crediting đúng không thì crediting cốt ở bút sâu tóm lại nó phải ở, ở bên này À, hai cái này chúng ta đang phân vân C và D thôi. Thì ghi nợ cái gì? Ghi nợ income summary hay ghi nợ cái retain earning. Đấy thì rõ ràng ở đây chúng ta phải chọn đi C đúng không? Như đấy mình nói rồi, cái income summary này là gì? Là xác định ở kinh doanh ấy. Đấy, còn cái uh, debit tinh này ý, thì đây là gì? Ghi nợ lợi nhuận giữ lại thì không liên quan đúng không? Chúng ta phải kết chuyển chi phí vào xác định ở kinh doanh trước, xong chúng ta xem lãi lỗ nào chúng ta mới ghi vào lợi nhuận giữ lại chứ đúng không? Làm sao mà chúng ta ghi phát vào lợi nhuận giữ lại luôn được? Ok chưa? Đấy, cho nên ý, tóm lại câu 1A và câu 2C Đấy như mình đã nói rồi chúng ta cứ dịch được Với cả chúng ta nắm được một chút kiến thức là chúng ta khoanh được bình thường Đúng không? Ok Tiếp theo nhá chúng ta sẽ cùng chuyển đến này Nhưng câu tiếp theo Cụ thể là mình sẽ chuyển cùng mọi người đến cái câu số 3 Trong cái phần trắc nghiệm này Chúng ta cùng đọc đề với nhau Câu 3 Một tài sản được mua và bắt đầu sử dụng vào mùng tháng 1 năm 2019 Với giá trị là 250.000 Thời gian sử dụng hữu ích tài sản này ước tính 20 năm Giá trị hao mòn lũy kế của tài sản này tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 là bao nhiêu? Ok. Vậy bây giờ chúng ta phải tính cái giá trị gì? Hao mòn lũy kế, đúng không? Tức là chúng ta xem ý là cái này đã hao mòn bao nhiêu rồi. Đấy, thì cái này ý, chúng ta sẽ được học trong um, có thể là tài chính nghiệp 1 này. Đấy, hoặc là sau này chúng ta sẽ học ở trong những cái môn khác đúng không? Có liên quan đến cái việc là khấu hao hao mòn này. Đấy nhưng mà ở đây chúng ta sẽ biết này. Ở đây nó bảo gì? Tài sản này thì có nguyên giá là 250.000.000, đúng không? Thời gian sử dụng hữu ích 20 năm. Đấy, thì bây giờ chúng ta xem máy từ 1 tháng 1 đến 2019 đến 30 tháng 6 năm ba thì nó đã hao mòn bao nhiêu rồi. Được không? Đấy, chúng ta xem nó hao mòn bao nhiêu. Thì cái tính hao mòn bao nhiêu rất là dễ nhá. Các bạn sẽ lấy nguyên giá. Nguyên giá chia thời gian sử dụng. Được không? Các bạn nhớ giúp mình. Nguyên giá chia thời gian sử dụng hữu ích thì bằng cái gì? Đấy là khẩu hao theo năm, được không? Đấy chúng ta tính cái hao mòn theo năm thì nó sẽ bằng là nguyên giá chia thời gian sử dụng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tính theo năm nhá. Cụ thể này. Ở đây là giá trị là 250 000 ok, vậy nguyên giá đây là 250 000 đúng không? Và ở đây theo năm thì đây sẽ là 20 năm, đúng chưa? Đây là theo năm thì đây sẽ là 20 năm. Đấy vậy đây bây giờ chúng ta tính ra là gì? Khấu hao trong 1 năm, đúng không? Khấu hao trong 1 năm là bao nhiêu? Đấy thì bằng bao nhiêu mình sẽ bấm máy nhá. Lấy 250 000 250. Đấy các bạn nhớ dấu chấm đây là mình tách nghìn là thôi đúng không? Mình tách nghìn là thôi. Chứ bạn nào bấm dấu chấm đây là sai đấy nhá. Đấy các bạn nhớ như thế. Chia cho 20 bằng nhiêu? 12.500 ok 12.500 trên một năm đúng không cái khấu hao đây khấu hao tức là giá trị mà hao mòn lũy kế đấy trong một năm mà từng này đúng không hao mòn lũy kế trong một năm mà từng này và bây giờ người ta bảo là gì từ 1 tháng 1 năm 2019 đúng không tôi đã sử dụng nó từ 1 tháng 1 năm 2019 rồi bây giờ là nó hỏi đến 30 tháng 6 đã hao mòn bao nhiêu thì rất là dễ thôi chúng ta xem bao nhiêu năm à, 1 tháng 1 năm 2019 này 1 tháng 1 năm 2019 tức là gì À, tức là từ 1 tháng 1 năm 2019 đến 1 tháng 1 năm 2020 này là 1 năm, 1 tháng 1 năm 2021 là 2 năm, 1 tháng 1 năm 2022 là 3 năm, 1 tháng 1 năm 2023 là 4 năm, đúng không? Ok, 4 năm. Đấy, và thêm bao nhiêu? Đến 30 tháng 6 nữa, đúng không? Đến 30 tháng 6 thì chúng ta hãy tính này. Ừ, bây giờ nhá. Đang đang từ 1 tháng 1 năm 2023 đúng không? Là đang 4 năm rồi, từ 1 tháng 1 năm 2019 đến 1 tháng 1 năm 2023 là 4 năm. Vậy bây giờ chúng ta hãy tính xem thời gian còn lại chỗ này này từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2023 là bao nhiêu tháng nữa quy về theo năm nữa là được đúng không? Thì chúng ta thấy là gì? Từ 1 tháng 1 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2023 thì là bao nhiêu? Thì có phải là từ 1 tháng 1 này đến 30 tháng 1 là 1 tháng này, 30 tháng 2 là 2 tháng này, 30 tháng 3 là 3 tháng, 30 tháng 4 là 4 tháng, 30 tháng 5 là 5 tháng và 30 tháng 6 là 6 tháng không? 4 năm 6 tháng tức là 4,5 năm đúng không? Cộng 0,5 năm nữa nó bằng 6 tháng là nửa năm mà. Các bạn chỉ cần lấy số đó chia 12 thôi. Cũng thế đây là 6 tháng vậy chia 12 ra đúng không? Sẽ là 0,5 năm. Đó, thì bằng bao nhiêu? Tóm lại là 4,5 năm, đúng chưa? Tóm lại cái tài sản này đã sử dụng được 4,5 năm rồi. Máy khấu hao 1 năm bằng bao nhiêu? Khấu hao 1 năm bằng 12.500 thì bây giờ dễ chưa? Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy là gì? Số năm đã sử dụng nhân với cả khấu hao trên 1 năm là được, đúng không? Số năm đã sử dụng nhân khấu hao trên 1 năm là ra xem nó đã hao mòn bao nhiêu. Đơn giản đúng không? Ok. Vậy tổng hạng chúng ta lấy 4,5 x 12.500. Đấy, mình sẽ bấm nhá 4,5 x 12.500. Đấy, nó sẽ là như này. Bằng bao nhiêu? 56.250. Ok chưa? 56.250. Vậy các bạn chọn nó bán nào? A hay B hay C hay D? Thiếu rằng là phải chọn nó bán. B, đúng không? 56,250. Đó, đơn giản đúng không? Xong rồi. Vậy chúng ta xong ý số 3. Đấy, cái này các bạn chỉ cần nắm được một chút cái lý thuyết thôi là được. Đúng không? Ok, vậy là xong ý 3. Tiếp theo chúng ta chuyển đến ý số 4. Ý số 4 là một câu hỏi về định khoản. Ngày 1 tháng 9 năm 2023, doanh nghiệp X nhận ứng trước tiền từ ngân hàng là 100 triệu về việc cung cấp dịch vụ quảng cáo cho khách hàng trong tháng 10 năm 2023. Biết tổng phí dịch vụ là 250 triệu. Kế toán X xử lý giao dịch này như thế nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta xem nhá Ông kế toán của doanh nghiệp X này này xử lý cái giao dịch này như thế nào? Thì đây nhá, chúng ta thấy là nợ tài khoản tiền gửi ngân hàng, tức là ấy, nó đang đều nhắc đến cái việc là tăng tiền gửi ngân hàng thôi, đúng không? Thì rõ ràng là ngày 1 tháng 9 này, doanh nghiệp nhận được trước để gửi ngân hàng tức là người ta đang bắt chúng ta định khoản cho cái lúc ngày 1 tháng 9 này thôi đúng không ngày một tháng 9 này doanh nghiệp x nhận được trước tiền gửi ngân hàng 100 triệu về việc cung cấp dịch vụ trong tháng 10 đúng không trong tháng 10 mới làm bây giờ mới là tháng 9 thôi thì em đã ghi tăng tiền trước đúng không doanh nghiệp x này nhận được tiền gửi ngân hàng tức là tăng từ ngân hàng cái đầu tiên thì ghi nợ tài khoản tiền gửi ngân hàng tất cả con này đều ghi nợ tài khoản tiền gửi ngân hàng rồi cho nên ta không lại trừ tài khoản nào hết đúng không đấy cho nên ta phải xem là có được khoản gì đã thì mình đã nói rồi nếu mà nhận được trước đúng không mà chưa thực hiện ấy thì người ta ấy gọi là gì doanh thu chưa thực hiện không? bởi vì đây là nhận tiền mà đúng không bản chất cái doanh thu chưa thực hiện này là nợ phải trả đấy đấy thì bây giờ là gì nhận tiền nhưng mà chưa thực hiện cung cấp dịch vụ này rõ ràng đây sẽ là một khoản là gì doanh thu chưa thực hiện vậy tóm lại ghi nợ tài khoản tiền gửi ngân hàng và có tài khoản doanh thu chưa thực hiện ở đây có mất một cái tài khoản này là doanh thu chưa thực hiện thôi chúng ta chọn luôn đúng không chọn luôn đấy ok chưa xong xong câu số 4 chúng ta phải chọn đi b xong nhá đấy và nhận 100 triệu thì chúng ta ghi theo số là 100 triệu đơn giản đúng không? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5. Câu số 5 hỏi đến việc là quên ghi nhận các thứ này thì làm sao? Những cái việc quên ghi này như thế nào? Thì mình đã chỉ mọi người rất là kỹ ở trong cái chương số 4 về bút toán điều chỉnh rồi đúng không? Và mọi người muốn cụ thể hơn ấy, thì mọi người xem ở trong khóa 9 cộng của mình. Đấy, khóa 9 cộng ấy thì mình đã tổng hợp lại tất cả những kiến thức sao cho nó dễ hiểu hơn cho mọi người. Đấy, thì mọi người vào để xem mọi người sẽ nắm được rõ hơn. Đúng không? Ok, vậy chúng ta cùng xem với nhau. Kế toán quên ghi nhận thu nhập từ việc phân bổ tiền phí dịch vụ nhận trước nhiều kỳ của khách hàng sai sót này sẽ ảnh hưởng như thế nào đấy thì bây giờ chúng ta xem nhá để xem ý, cái việc quên là như thế nào thì chúng ta sẽ xem là ghi thì như thế nào đã đúng không nên chỉ các bạn rất rõ rồi chúng ta xem ghi thì sẽ như nào thì sau đó chúng ta sẽ suy ra được là quên thì sẽ như nào thôi đó thì khi mà chúng ta ghi nhá ghi thu nhập từ việc phân bổ tiền phí dịch vụ nhận trước nhiều kỳ thì chúng ta xem này khi mà ghi nhận cái việc mà thu nhập từ phân bổ tiền phí tức là đây là bút toán là phân bổ đúng không phân bổ phân bổ chúng ta sẽ giảm cái doanh thu chưa thực hiện đúng không nợ tài khoản doanh thu chưa thực hiện doanh thu chưa thực hiện và có tài khoản gì có tài khoản doanh thu thật đúng không doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ấy và cung cấp dịch vụ tức là gì tức là trước đó thì một bên kia người ta đã gửi tiền cho cái bên này rồi đúng không để sau này sẽ cung cấp dịch vụ cho người ta Đấy, nhưng mà lúc đó chưa cung cấp xong bây giờ cung cấp rồi đúng không? Mỗi lần cung cấp rồi nhưng mà kế toán công ty đó lại quên ghi nhận là thu nhập từ việc phân bổ tiền phí ứng trước này đúng không? Đây này, người ta quên ghi nhận cái việc phân bổ tiền phí dịch vụ nhận trước. Đấy, lúc đầu nhận thì như trên này này, lúc đầu nhận chúng ra tính vào doanh thu chưa thực hiện. Nhưng mà lúc nào ấy là thực hiện rồi đúng không? Thì chúng ta phải tăng cái doanh thu thật lên và giảm cái doanh thu chưa thực hiện đi. Chờ, phải tăng doanh thu thật và giảm doanh thu chưa thực hiện. Đấy, thì rõ ràng chúng ta phải ghi nhận như này, vậy thôi. Thì nếu mà ghi thì chúng ta biết nhá, khi ghi thì sẽ làm gì đây? chúng ta xem nó sẽ tác động đến cái nào đầu tiên là nợ tài khoản doanh thu chưa thực hiện tức là giảm nợ phải trả đúng không ta vừa biết là doanh thu chưa thực hiện mà trước đó là nợ phải trả tăng thì có giảm cái nợ bây giờ đang ghi nợ tức là đang giảm ok giảm nợ phải trả và gì ờ, có tài khoản doanh thu bán hàng và các dịch vụ tức là tăng doanh thu đúng không đang giảm nợ phải trả và tăng doanh thu Đấy, đáng lẽ nếu mà ghi nhá các bạn nhớ chú ý nếu mà ghi thì nó sẽ như này nếu mà ghi nó sẽ làm giảm nợ phải trả và tăng doanh thu nhưng mà đây người ta bảo gì quên đúng không quên ghi nhận thì đáng lẽ là đang giảm đúng không mà lại không ghi nhận nó thì có phải là nó đang bị ghi nhận quá cao không bị ghi nhận quá cao bởi vì đang giảm mà không ghi nhận nó thì bị quá cao đấy còn đang tăng không ghi nhận nó thì sẽ bị ghi nhận quá thấp nhớ chỉ mọi người rồi đúng không rất dễ vậy thôi thì chúng ta xem đáp án nào a à, tài sản và vốn chủ sở hữu đều bị ghi nhận thấp thì các bạn thấy là cái nghiệp vụ này có liên quan gì đến tài sản không Đền nợ phải trả đây là doanh thu có liên quan đến tài sản không không đúng không nợ phải trả với doanh thu là thuộc về nguồn vốn mà đâu liên quan tài sản đấy cho nên ý a sai nhá ý b là sao nợ phải trả vốn chủ sở hữu b đều bị ghi nhận cao ý c nợ phải trả bị ghi nhận thấp còn vốn chủ sở hữu bị ghi nhận cao hay ý d là nợ phải trả bị ghi nhận cao còn vốn chủ sở hữu bị ghi nhận thấp thì rõ ràng mình vừa nói rồi nợ phải trả bị ghi nhận cao à, vốn doanh thu này doanh thu thấp tức là vốn chủ sở hữu thấp đấy đúng không đấy mình đã nói rồi khi mà doanh thu thấp thì vốn chủ sở hữu sẽ thấp bởi vì vốn chủ sở hữu bằng là gì bằng vốn góp chủ sở hữu cộng lại giữ lại mà đúng không trong những dư lại thì nó lại bao gồm doanh thu ở trong đấy khi mà doanh thu này quá thấp thì vốn chủ sở hữu sẽ quá thấp đấy tóm lại là nợ phải trả bị ý nhận quá cao và vốn chủ sở hữu bị ý nhận quá thấp ok vậy chọn đoán nào d đúng không ok 5 d đơn giản đúng chưa đấy, rất đơn giản vậy thôi tiếp theo chúng ta lại chuyển đến câu số 6 Tháng 9 năm 2023, công ty Honda Việt Nam sản xuất được 100 xe ô tô city. Trong tháng, công ty bán hàng thu tiền ngay là 39.000 triệu và bán chịu cho khách hàng chưa thu tiền là 13.000 triệu, giá bán là 650 triệu một xe. Biết chi phí để sản xuất mỗi chiếc xe là 470 triệu. Hỏi trong tháng công ty nên ghi nhận chi phí về giá vốn hàng bán là bao nhiêu? Tức là người ta hỏi về giá vốn hàng bán thì mình chỉ cần nhớ đơn giản thôi. Giá vốn hàng bán ấy là giá của những cái đã bán đúng không? Đấy là giá xuất của những cái đã bán. Vậy thôi. Đấy tức là giá xuất nhá. Giá xuất thực tế của những cái đã bán đúng không? Của những gì đã bán được. Vậy thôi. Để cái hiểu đơn giản là sản xuất thực tế của những gì đã bán vậy đây bán được bao nhiêu bán thu tiền ngay ở từng này đấy và chúng ta xem sản xuất là 100 xe trong tháng công ty bán hàng và thu tiền ngay là 39.000 triệu và bán triệu cho khách chưa thu tiền là 13.000 triệu giá bán 650 triệu một xe biết chi phí để sản xuất mỗi xe là 470 triệu vậy bây giờ ấy, chúng ta xem là ghi nhận là chi phí giá vốn là bao nhiêu đúng không thì việc đơn giản đây là gì chúng ta biết rồi giá xuất của những gì đã bán chúng ta biết là giá để sản xuất ra mỗi chiếc xe là 470 triệu là đây là gì đây là giá xuất đây đúng không bây giờ chúng ta cần xem là bán được bao nhiêu xe thôi bán được bao nhiêu xe thì chúng ta sẽ nhân với số này là ra đáp án chưa đấy mình sẽ cùng bấm mọi người nhá để xem ấy là bán được bao nhiêu xe thì rất là dễ thôi người ta bảo là gì bán hàng thu được tiền là 39.000 triệu và bán chịu là 13.000 triệu đấy với giá bán là 650 triệu một xe vậy bây giờ chúng ta xem ấy. bây giờ này chúng ta phải biết được một cái công thức rất là đơn giản nhá đấy là gì cái số tiền thu được đúng không số tiền thu được từ việc bán này đúng không? Số tiền thu được từ bán từ bán này nó sẽ bằng cái gì? Thì rõ ràng nhá, số tiền thu được từ bán này nó sẽ bằng là số xe đã bán đúng không? Số xe đã bán nhân với cả giá, được chưa? Nhân với cả giá. Đây số xe đã bán nhá. Xong rồi nhân với cả giá của một chiếc xe đúng không? Nhân với cả giá bán. Đấy, thì chúng ta biết cái gì rồi. Đây, bây giờ chúng ta đang cần tìm, tìm cái gì? Mình sẽ nhắc lại này chúng ta cần tìm số xe đã bán xong sau đó chúng ta nhân với cả giá của một chiếc xe để ra xem là bao nhiêu tiền đúng chưa vậy bây giờ chúng ta phải tìm ra cái số xe đã bán trong đó số tiền thu được từ bán biết chưa đây số tiền thu được từ bán là 39.000 triệu ok 39.000 triệu mà cộng với cả gì số bán chịu cho khách chưa thu tiền chúng ta biết rồi bởi vì chúng ta ghi nhận kế toán là theo nguyên tắc cơ sở dồn tích đấy cho nên ý, kể cả việc cả bán mà chưa thu tiền thì chúng ta vẫn ghi nhận vào doanh thu bình thường vậy lấy 39.000 cộng với cả triệu đúng không vậy đây chính là tổng số tiền thu được từ bán xong nó bằng này số xe đã bán mình giả sử là x nhá x để mình tìm nó đúng không sau đó nhân với cả giá bán giá bán là 650 triệu một xe ok 650 triệu rồi vậy bây giờ nhá mình sẽ tìm x tóm lại x bằng bao nhiêu Đấy, x bằng bao nhiêu từ cái phương trình này có tìm được không rất đơn giản đúng không mình sẽ bấm máy mình sẽ bấm máy luôn này lấy 39.000 39.000 chúng ta bấm thẳng 39.000 luôn nhá mình bấm dấu chấm ở đây được không nó chấm này mình viết tách cho mọi người dễ nhìn thôi. Cộng 13.000 bằng bao nhiêu? Bằng x nhân với cả 650. Ok, bằng 650x. Xong rồi chúng ta ấn ship CRC nhá. Cách giải mình đã nói mọi người rồi đúng không? Ship CRC xong bằng nó sẽ giải chúng ta bằng bao nhiêu? Vậy đang bán được 80 xe. Ok, bán được 80 xe dễ chưa? Mình đã nói cách làm rồi. Đấy là chúng ta sẽ lấy số xe đã bán được này nhân với cả giá xuất của một xe. Được chưa? Để chúng ta ra đáp án. Vậy đây là 80 nhân với cả 470 thôi, đúng không? Kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ là 80 nhân 470. Đấy các bạn hiểu chưa? Ở đây người ta hỏi về giá vốn hàng bán là bao nhiêu thì mình đã nói cho mọi người rồi. Giá vốn hàng bán là giá xuất của những gì đã bán. Bây giờ chúng ta chỉ cần xem là đã bán được bao nhiêu rồi nhân với cả đơn giá của xuất của một cái thôi, đúng không? Thì để xem ấy là bán được bao nhiêu chúng ta phải xuất phát từ một cái phương trình. Đấy là gì? Số tiền thu được từ bán. Đây, đây không phải là một cái phương trình mà đây là một cái điều hiển nhiên rồi đúng không? Tiền ta thu được sẽ bằng là số cái đã bán được nhân với cả giá của nó thôi đúng không đấy thì số tiền đã thu được thì các bạn phải nhớ đấy là tổng cái thu tiền ngay với là tổng cho chịu nữa đúng không? bởi vì cho chịu ta vẫn ghi nhận doanh thu bình thường mà đấy thì đây chúng ta vẫn lấy 39.000 cộng 13 000 và bằng này số xe đã bán mình đặt là x xong rồi nhân giá bán biết là 650 triệu một xe rồi đúng không thì từ đó mình sẽ tìm x bằng 80 bây giờ tóm lại mình chỉ cần lấy 80 x 470 được chưa đấy mình giải thích lại cho người rồi nhá mình sẽ lấy 80 nhân với cả 470 để ra đúng không? Và kết quả cuối cùng là 37.600. Đấy. 37.600 vậy là phải lá đoán A nhá. Bạn nào mà khoanh đáp án C là sai đấy. Đó mình thấy nhiều bạn khoanh đáp án C vì các bạn thấy là ồ 100 C này. Thì 1 C là 470. Vậy các bạn lấy 100 nhân 470 ra 47.000. Sai, đúng không? Câu 6 phải là đáp án A. Ok chưa? Đấy xong nhá. Mình đã giải thích dụng rất là rõ rồi. Đấy thực ra cái gì này trắc nghiệm nó cũng hơi khó hơn một chút đúng không? Hơi phải suy luận một chút. Thế chứ nó cũng không khó đâu. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển đến cái câu số 7 nhá. Đây, bắt đầu từ những câu sau này nó hỏi về lý thuyết thì nó sẽ ngắn gọn và dễ dàng hơn rất là nhiều. Câu 7, số dư của tài khoản chi phí phải trả là cái gì? Đấy, đặt bên nào và ghi như nào? Thì nhá, chi phí phải trả mọi người nhớ không? Chi phí phải trả đấy bản chất là gì? Là nợ phải trả. Đúng chưa? Chi phí phải trả bản chất là, nó là nợ phải trả. Đấy, mà nợ phải trả thì ghi bên nào? Có ghi bên tài sản được không? Không đúng không? Chúng ta phải xem nó là cái gì để xem ghi bên nào. Đấy nợ phải trả được ghi vào bên nguồn vốn chứ đâu ghi vào bên tài sản đúng không? Đấy, thì cho nên chúng ta loại được hai đoạn này. Đấy, đây là khoản chi phí không phải đúng không? Đấy, rõ ràng mình đã nói mọi người rồi. Đây là một cái tài khoản đặc biệt đúng không? Mình đã chỉ người rất rõ nhá. Trong cái khóa 9 cộng nguyên lý kế toán buổi số à, buổi số 4 ấy, mọi người xem trong đấy mình đã nói rất là kỹ về những cái tài khoản đặc biệt đúng không? Trong đấy mình đã chỉ những tài khoản đặc biệt nó sẽ như thế nào. Đấy và trong đấy có tài khoản là chi phí phải trả. Tuy tên nó bắt đầu bằng chi phí nhưng nó lại là nợ phải trả. Được chưa? Cho mọi người rất chú ý ở đây. Chi phí phải trả và chất và nợ phải trả. Đấy, chứ không phải chi phí đâu. Bạn nào thấy chi phí các bạn thấy chi phí là sai luôn đúng không? Chúng ta còn C và D, đặt bên nguồn vốn và ghi dương hay đặt bên nguồn vốn và ghi âm. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ ghi dương đúng không? Vì nó là nợ phải trả đơn thuần thôi. Những cái mà ghi âm ấy thì nó phải là những cái đặc biệt, đúng không? Những cái đặc biệt, như kiểu là gì? Như kiểu là um, tài khoản là hao mòn tài sản cố định ấy, đúng không? Hao mòn tài sản cố định. Thì nó là gì? Nó là tài sản đúng không? Rõ ràng đây là tài sản nhưng mà nó ghi âm. Được chưa? Thì khi đó chúng ta mới nói, bởi vì khi đó nó tăng làm tài sản giảm mà thì nó mới ghi âm, được chưa? Các chú ý như vậy. Với hàng mòn tài sản cố định thì người ta ấy bảo là gì? Ở đặt bên tài sản và ghi âm. Đấy, nhưng mà cái chi phí phải trả bản chất là một cái nợ phải trả bình thường thôi. Cho nên nó ghi dương bình thường. Được không? Ghi dương bình thường. Ghi âm là bằng cách trò ngoặc ấy và người ta hiểu là khi mà đến đấy phải trừ nó đi. Còn hiểu không? Ok. Vậy chúng ta xong câu 7 nhá. Chúng ta chú ý. Gì IB chứ đúng không? Mình đang ghi nhầm ở đây. Đây B ở đây là C. Được chưa? Đại B ở đây là C. Rồi. Tiếp theo là câu 8. Khoản chiết khấu thương mại được hưởng khi mua hàng kế toán ghi như nào? Đấy, thì đây, chiết khấu thương mại nhá mà khi mà được hưởng đang đi mua hàng thì mình đã nói rồi đúng không? Với chiết khấu thương mại ấy, nếu mà được hưởng thì chúng ta ghi giảm giá gốc đúng không? Giảm giá gốc. Chúng ta phải phân biệt rất rõ nhá, chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán. Mình đã chỉ rất là kỹ rồi. Với những cái chiết khấu thanh toán ấy chúng ta tính vào hoạt động tài chính. Đấy, ví dụ được nhận thì chúng ta tính vào doanh thu tài chính, phải trả chúng ta tính vào chi phí tài chính nhưng mà chiết khấu thương mại ý, thì mọi người chú ý đúng không? Chiết khấu thương mại thì nó sẽ tính vào giá gốc của bên mua, đấy, ví dụ mà bên mua được hưởng chiết khấu thương mại thì sẽ làm giảm giá gốc của bên mua, tức là mua được hàng rẻ hơn. Còn nếu là bên bán cho bên mua hưởng chiết khấu thương mại ý, thì bên bán sẽ giảm trên doanh thu đúng không? đấy là một trong những khoản giảm trừ doanh thu ấy, ok chưa? xong. Vậy đây là đang nói được hưởng đúng không? Được hưởng mình vừa nói rồi, ghi giảm giá gốc, giảm giá gốc các bạn khoanh đã bán không? A à, đúng không? giảm giá gốc hàng mua rất là dễ thôi. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến nốt hai câu cuối đi, còn câu 9 và câu số 10. Câu 9 này, doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tuần kho theo pháp là kiểm kê định kỳ. Cuối kỳ khi kiểm kê, kế, kế toán đã quên không đến một lô hàng có giá trị là 250 triệu. Sai sót này gây ảnh hưởng như thế nào? Đấy, đến lợi nhuận hay tài sản hay là vốn chủ sở hữu như nào đấy, đúng không? Thì cái này nhá, chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của phương pháp kiểm kê định kỳ, đúng không? Phương pháp kiểm kê định kỳ tức là gì? Mình đã nói mọi người rồi, lúc mua đúng không? Lúc mua thì ghi hết vào một cái tài khoản là mua thôi, mua hàng, lúc bán thì làm sao? Lúc bán thì không ghi gì hết, đúng chưa? Không ghi gì hết. Mà cuối kỳ xem bán được bao nhiêu ấy, cuối kỳ nhá, họ sẽ xem bán được bao nhiêu một cách là gì? Đây, xem doanh thu. Bằng cách ấy, xem đã bán được bao nhiêu một cách là gì? Họ sẽ lấy là gì? À, đầu kỳ đúng không? Tồn đầu kỳ cộng nhập trọng kỳ, trừ cộng lúc mua ấy và trừ đi cái tồn cuối kỳ đúng không? Tồn cuối kỳ. Đấy, và bây giờ là gì? Với cái việc ấy, khi mà người ta kiểm kê, người ta không đến một lô hàng có giá trị 250 triệu thì rõ ràng nhá đáng lẽ là cái này đang phải cộng thêm một khoản là 250 triệu đúng không tức là đáng lẽ là trong kho nó phải có tổng giá trị là 500 triệu thì bây không đến một lô hàng có giá trị là 250 triệu cho nên ý, làm tuần cuối kỳ làm sao giảm đi đúng không giảm đi mà ấy, chúng ta thấy doanh thu đây doanh thu ấy nó sẽ bằng cái này và nhân với cả giá nữa mọi hiểu đơn giản như thế đúng không đây là xem đã bán được bao nhiêu đây với cả nhân với cả giá nữa để ra doanh thu doanh thu bằng số lượng bán được nhân với cả giá mà đúng không thì xem bán được bao nhiêu thì người ta không ghi từng lần mà người ta ấy sẽ lấy là gì đầu kỳ cộng nhập trong kỳ và trừ tồn cuối kỳ đấy mình cũng ví dụ cho mọi người trong một lý thuyết đấy như kiểu chúng ta đếm tiền đi đúng không chúng ta có cách là chúng ta ghi hàng ngày hoặc là chúng ta xem ý, cuối tháng ấy chúng ta xem mà tiêu bao nhiêu mà cách là xem đầu tháng có bao nhiêu cộng những cái phần mà được cho thêm đấy và trừ đi những phần còn lại thì sẽ ra là tiêu bao nhiêu rồi đúng không đấy đấy cũng vậy này chúng ta xem bán được bao nhiêu mà cách là lấy đầu kỳ cộng nhập và trừ đi tồn cuối kỳ thì khi mà quên ý, không đếm một cái lô hàng này làm cho tồn cuối kỳ giảm thì rõ là đây là mang dấu trừ đúng không khi mà một cái này mang dấu trừ giảm thì doanh thu xem sao làm doanh thu tăng đúng chưa làm doanh thu tăng đáng lẽ là trừ năm bây giờ trừ mỗi hai thôi chứ phải doanh thu tăng không đấy ok vậy đoạn doanh thu tăng và doanh thu tăng thì sẽ làm cho lợi nhuận tăng tức là bản chất là gì lợi nhuận đang bị ghi nhận bị ghi cao đấy có hiểu không bị ghi cao đấy, nếu mà đếm thì cái này là nó ở đâu có giảm đâu đúng không đây là không đếm cho nên làm nó giảm làm nó giảm thì làm cho doanh thu bị ghi nhận quá cao dẫn đến lợi nhuận cũng bị ghi nhận quá cao luôn được chưa xong lợi nhuận bị ghi nhận quá cao đấy chứ còn cái này nó đâu liên quan đến tài sản đâu đúng không đấy ok vậy chúng ta phải chọn án là a lợi nhuận trong kỳ bị ghi nhận cao còn ý b và ý c thì nó cùng một nghĩa rồi đúng không đấy lợi nhuận trong kỳ bị ghi nhận thấp hay là vốn chủ sở hữu bị ghi nhận thấp ý, thì nó cùng một nghĩa thôi đúng không lợi nhuận mà ghi nhận thấp thì sẽ làm cho vốn chủ sở hữu bị ghi nhận thấp đấy mình cũng có thể loại ngay từ lúc chúng được, đúng không lợi nhuận ghi nhận thấp thì rõ ràng là vốn chủ sở hữu bị ghi nhận thấp bởi vì lợi nhuận nằm trong vốn chủ sở hữu mà được chưa ok rồi chúng ta xong câu số 9 Tiếp theo đã chuyển đến câu số 10, câu cuối cùng trong phần trắc nghiệm nhé. Câu 10 này, ngày 31 tháng 3 năm N, công ty nhận tiền thuê văn phòng của khách hàng cho 12 tháng, bắt đầu từ 1 tháng 4 năm N đến 31 tháng 3 năm N cộng 1 là 240 triệu. Vậy, tại ngày 31 tháng 12 năm N thì doanh thu, đấy người ta hỏi doanh thu uh, cung cấp dịch vụ là bao nhiêu này, hoặc doanh thu chưa thực hiện là bao nhiêu. Đấy, thì chúng ta phải phân biệt rất là rõ hai cái này nhé. Doanh thu cung cấp dịch vụ tức là gì? Tức là chúng ta đã cung cấp được bao nhiêu rồi. Còn doanh thu chưa thực hiện là cái phần mà chúng ta chưa thực hiện ý, thì còn bao nhiêu. Đấy thì bây giờ chúng ta xem à, Ngày 31 tháng 3 năm nửa này Thì công ty nhận tiền thuê Cho 12 tháng Tức là gì Từ 31 tháng 3 Đến bao nhiêu Đến 31 tháng 3 năm sau đúng không Đây là 5N Còn đây là 5N cộng 1 Đúng chưa Đấy 1 năm sau thì mới uh, Thì mới Xong hết đúng không Và tổng giá trị là 240 triệu Ok Tổng giá trị là 240 triệu Và bây giờ người ta nói là Người ta bảo đến bao nhiêu Đến 31 tháng 12 năm N đúng không 31 tháng 12 năm rồi chúng ta phải xem đây là được bao nhiêu tháng rồi đấy để xem đã cung cấp được bao nhiêu rồi đúng không thì nhá mình xem này từ uh, 1 tháng 4 ok từ 1 tháng 4 thì chúng ta tính này từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 4 là 1 tháng này 31 tháng 5 là 2 tháng này từ tính thế giới dễ đúng không 31 tháng 6 là 3 tháng 1 tháng 7 là 4 tháng đúng không 31 tháng 8 là 5 tháng đấy, 31 tháng 9 là 6 tháng 31 tháng 10 là 7 tháng đúng không tương tự, tự như thế 31 tháng 11 là 8 tháng và 31 tháng 12 là 9 tháng. Ok. Vậy đã uh, xong được 9 tháng rồi. Đấy, 9 thì chúng ta xem được bao nhiêu? Thì nhá, ở đây là gì? 240 triệu này cho 12 tháng. Vậy chúng ta lấy 240 chia 12 để xem 1 tháng bao nhiêu đúng không? Đấy, tao biết rồi đấy. Đấy, cho 12 tháng mà. Thì uh, tổng là 240 chúng ta xem mỗi tháng bao nhiêu? Lấy 240 chia 12. Chia 12. Xem ra mỗi tháng bao nhiêu nhá. Thì đây chúng ta thấy này, mỗi tháng là 20. Ok. Mỗi tháng là 20. Vậy chúng ta xem, ở đây từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 12 là đã được 9 tháng rồi. Vậy chúng ta lấy 9 x 20 để ra cái số gì? Đã cung cấp đúng không? Đã cung cấp. Đã cung cấp bằng 9 x 20 bằng bao nhiêu? Đấy, mình sẽ lấy nhá. 9 x 20 bằng bao nhiêu? 180. Ok, vậy đã cung cấp 180. Vậy thì còn chưa thực hiện bao nhiêu? Đây là đã thực hiện nhá, chúng ta hiểu đây là đã thực hiện, đã cung cấp là đã thực hiện rồi, còn chưa thực hiện là bao nhiêu? Chưa thực hiện là cái giá trị còn lại thôi. 240 này đúng không? Thì bây giờ đã cung cấp 180, vậy thì chưa cung cấp là gì? 240 trừ 180 bằng 60. Được chưa? Đấy chúng ta phải phân biệt rõ hai cái này nếu không chúng ta sẽ bị nhập ở câu này. Đấy, ở đây là đã cung cấp bao nhiêu và chưa cung cấp bao nhiêu. Đầu chúng ta cùng xem. A, à, doanh thu cung cấp dịch vụ là 240 không phải đúng không? Doanh thu cung cấp dịch vụ ở đây chỉ là 180 thôi. Đấy, mình đã nói rồi. Doanh thu cung cấp tức là đã cung cấp rồi. Đấy. Ý B là doanh thu chưa thực hiện là 180 thì không phải đúng không? doanh thu thực hiện thì mới là 80 rồi tức là doanh thu cung cấp dịch vụ ấy đã là 80 rồi nhưng mà doanh thu chưa thực hiện chỉ là 60 thôi Đấy các bạn rất chú ý nhá chưa thực hiện tức là cái phần còn lại người ta chưa thực hiện ấy thì người ta lấy tổng phải thực hiện chú ý những phần đã thực hiện rồi đấy này 240 trừ 180 thì ra là 60 đúng không còn đi xe là doanh thu cung cấp dịch vụ là 60 triệu hay doanh thu chưa thực hiện là 60 triệu thì phải là doanh thu chưa thực hiện đúng không mình vừa phân tích cho mọi người rồi doanh thu đã thực hiện hay là đã cung cấp ấy thì nó là 180 đây còn doanh thu chưa thực hiện ấy là 60 được chưa Vậy câu 10 chúng ta chọn đoán D. Ok chưa nào? Xong nhá, câu 10 D. Rồi. Vậy là xong. Mấy chưa cho mọi người là tất cả có trắc nghiệm rồi. Đấy theo mình nhận định thì cái đề này nhưng có trắc nghiệm đều rất là hay. Đấy đề mang tính chất là lừa, đúng không? Nếu các bạn không chú ý thì các bạn sẽ bị chọn sai khá là nhiều câu ở đây đấy. Đấy cho nên các bạn phải nắm rất là kiến thức nhá. Đấy chúng ta biết biết thôi chưa đủ. Chúng ta phải nắm rất là chắc nữa, được không? Đấy, còn cái file đề này thì mình sẽ để link ở phần bình luận của video sau nhá. Video sau mình sẽ để là dành cho hội viên đấy mà mọi người vào danh sách phát trước để kiểm tra nguyên liệu kế toán ấy thì mọi người sẽ thấy thôi đúng không sau những cái video trước kiểm tra một trang 1, thì mình sẽ để video trước điểm trang hai này đấy đấy ok thì mình sẽ để ở video sau đấy bạn nào hội viên thì các bạn sẽ vào để lấy ok chưa xong thì đấy là xong phần 1 chúng ta mới chưa xong phần một nhưng mà cũng rất là dài rồi đúng không bởi vì như mình nói đấy là những câu trắc nghiệm đấy đều rất là hay đấy các bạn có thể um, nghiên cứu được chưa rất là hay nhá và bây giờ mình hôm nay dừng lại tới đây thôi hẹn mọi người trong video sau đấy thì mình sẽ Chữa nốt phần 2 để phần bài tập nhá bài tập chúng ta được 6 điểm và nó cũng tương tự như cái những gì chúng ta đã làm thôi rất là dễ nhá thì video sau mình sẽ trước của mọi người và mình sẽ chuyển sang word để mình chữa được không ok video của mình hôm nay dừng lại tại đây thôi nhá mọi người thứ vào danh phát để xem nhá bye.